Thành. Thí sinh cuối cùng ở bảng A đó là thí sinh Lê Trần Như Quỳnh đến từ thị xã. Và đầu tiên có lẽ là chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón các thí sinh ở bảng A vào dự thi đầu tiên. Bạn Phan Thị Ánh Hương số danh 06 dự thi với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát bài ca ca ngợi quê hương. Sao cũng là mặt trời, gieo hạt nắng
đồng xanh thơm hương lúa, về đời nhà cao xin sang phố hòa một niềm vui. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc gì và áo trắng, yêu trăng sáng hay dòng. Và tôi cũng yêu hai chung đường, sao nghe vẫn thương. Để con tàu xa ơi, để con tàu xa.